Vâng, như vậy là tay cờ Phạm Phương Nam. Vâng, như vậy là anh Lương Chí Dũng là người giành được quyền phá bi trong ván thi đấu đầu tiên. Giải đấu này bao gồm 8 tay cờ và tất cả các trận đấu đều được diễn ra cùng một lúc. Vì vậy nếu như các bạn quan tâm thì các bạn hoàn toàn có thể vào các hạ tầng của web thể thao, YouTube web thể thao và Facebook Việt Nam Billiard Promotion. Chúng tôi có phục vụ phát sóng cả 4 trận đấu. Một cú phá bi tôi nhận định là khá mềm tay. Đến từ anh Lương Chí Dũng. Vâng, đây là bàn TV1, vì vậy chúng tôi có phục vụ được cho các bạn cam trần. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với cú thủ bi của tay cờ Phạm Phương Nam. Con này thì chỉ có thủ thôi, có lẽ là khó có một cái phương án nào khác. Ồ, một cú đạn nổ thần công. Nhưng mà cực hên dành cho Phạm Phương Nam. Nào, một cú nhảy bi điểm rơi. Cú này thì chắc chắn là không dễ một chút nào. Bởi vì bi chủ rất có thể bay ra ngoài. Vâng, tốt. Vâng, như vậy là thêm một cú nhảy bi nữa. Bi số 8. Vâng, như vậy bi số không ăn được bi số 8. Hình bi khá khó chịu. 4 với 7 ghép với nhau cũng được. Thậm chí là quay mặt ghép 4, 6, 8 cũng là ổn. Nhưng mà quan trọng là nhất là việc tìm được cái đường con bi chủ đến vị trí thuận lợi. Đây, chúng ta cùng xem cái độ chi tiết. Vâng, cú này thì có lẽ là đẩy lên thôi. Hay là anh ấy muốn nhìn con bi số 4 qua khe 59. Vâng, như vậy là anh ấy nhìn con bi số 4 qua khe 59 để có thể thực hiện một cái cú ghép 468. Vâng, cú này ghép cẩn thận chút, không chừng là tai nạn. Chỉ một cái chút gọi là va chạm giao thông nho nhỏ thôi là. Vâng, vẫn hoàn toàn ổn dành cho Phạm Phương Nam. Một cú ghép bi hay. Có lẽ sẽ là 1-0 dành cho Phạm Phương Nam. Hình bi trên bàn là cực mở. Ồ, tình huống này điều hơi xa con bi số 4 nha. Hơi xa con bi số 4 nha. Và chúng ta phải xem cái kỹ thuật trô của Phạm Phương Nam. Vâng, một cú trô cầu tay đóng các bạn ạ. Đẹp rồi.
Vâng, một con bi số 9 lỗ giữa. Kết thúc rách thi đấu đầu tiên này. Một không thì cho Phạm Phương Nam. Ăn con bi số 1 thành công bằng cú nhảy. Tuy nhiên thì Lương Chí Dũng phải nhảy tiếp vào con bi số 2. Quá khó. Và để ra một hình bi phơi, Phạm Phương Nam cũng giải quyết cực kỳ gọn gàng. Chọn má rất chi tiết, nhìn con bi số 4 qua khe 59. Hay đấy ạ. Vâng, một cú phá khá hay. Khi là Phạm Phương Nam. Con ba cuốn áp phê nhưng mà không ra đủ. Chúng ta có thể nhìn thấy con ba chạy xuống dưới cái băng ngắn phía xa kia với cái áp phê phải rất nhiều. Nhưng tất nhiên rồi, nó chạy với một cái lực chậm chậm từ từ. Vì vậy là nó không có cuốn được băng ra ngoài. Một cú phá hay của Phạm Phương Nam. Ăn được những ba con bi cơ. 1, 2 và 5. Thôi, con này có lẽ là lại chạy đạn kiểu snooker thôi. Và phần nào đấy thì cố gắng là đưa con bi chủ hai băng chạy ra sau đầu 4. Không cần dính sát vào con 4 đâu, nhưng mà cũng cần đuôi ra sau con 4 là ổn lắm rồi. Không hy vọng gì hơn. Chưa kể con 3 chạy đến va 8-9 lại còn ra đuôi thêm đuôi lớp thứ hai nữa thì quá tuyệt vời. Rồi như vậy là anh ấy chạy đạn ra sau đầu con bi số 6. Rất tốt. Giải đấu mà các bạn đang xem được diễn ra tại TD Billiard Club. Nằm tại L1. Le Grand Jardin. Khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Vâng, một cú nhảy bi ổn đấy ạ. Cực kỳ toan tính đến từ anh Chí Dũng. Cả 4 trận đấu, trong đó có trận đấu của anh Hoàng Sao và các bạn đang thắc mắc thì đều được phát sóng tại các hạ tầng của web thể thao. Các bạn có thể bấm vào YouTube để xem. Chúng tôi có phát sóng cả 4 trận song song với nhau. Vâng, cầu thủ Phạm Phương Nam cũng đã giơ tay về phía Lương Chí Dũng. Một cú chạy đạn hơi may mắn. Hơi may mắn. Khi mà góc lở con 8 ra thì cái nó cũng đậu vào thẳng vào đó. Rồi, với cái má này tôi cảm nhận là nguyên đường 3. Nào, hãy xem này, cú này Phạm Phương Nam làm gì? Liệu có phải một cú thấp đầu gậy va vào đầu 9 hay không? Và sau đó ăn con bi số 4 vào lỗ góc thay vì lỗ giữa ở gần đó. Vâng, như vậy là Phạm Phương Nam đã cao đầu gậy rồi các bạn ạ. Có lẽ là sẽ cài một chút ra phía phải. Vâng, như vậy vẫn là đánh 4 vào lỗ góc. Nhưng mà Phạm Phương Nam điều được vị trí đẹp hơn rất nhiều.
Tình huống này có thể lấy má trong của con bình số 7. Để sau đó một cú đánh hai băng ra 8 cùng lỗ. Chính xác rồi. Lấy má trong cho bình số 7 là cái hình đẹp nhất. Các bạn vào YouTube và bấm vào phần sự kiện phát trực tiếp. Ở trong đó thì sẽ show cho các bạn tất cả mọi trận đấu được chúng tôi phát sóng. Ngoài ra chúng tôi còn có cả YouTube Việt Nam Billiard Promotion nữa. Các bạn cũng có thể qua đó để đón xem những cái trận đấu. Cú này để xem nào. Vâng, cú này khá khó nghĩ đấy, nên gọi thêm giờ cũng được. Tôi nghĩ là cứ đẩy cú lê lên cho nó thoát tay. Chín va vào băng dài và sau đó quan trọng nhất là con cái nó quay trở lại. Chứ cú này mà thấp đầu gậy xuống thì tôi cảm nhận là hơi rủi ro. Hãy cùng xem cái phương án Phạm Phương Nam đưa ra là như thế nào. Vâng, cú này thấp đầu gậy thật ra va mặt chín thì cái nó vẫn trôi về. Giải đấu này có tính thời gian các bạn nhé. Như vậy là các tay cờ chúng ta chơi và đủ thời gian là được. Vâng, chính xác rồi. Con chí này vẫn là ngon ăn. Hãy cùng xem là Phạm Phương Nam có nâng tỷ số lên thành 2-0 được không? Hai hai không rồi. Rách thi đấu thứ ba. Vâng, tiếp tục là con một. Con bì số 2 khả năng ra đẹp đây. Chậm lại một chút xem nào. Vâng, đã đẹp ở con bì số 2. Để xem vị trí con bì số 3 như thế nào. Cả 4 trận đấu, nếu như các bạn quan tâm đến anh Dương Quốc Hoàng thì các bạn có thể qua bên YouTube Việt Nam Billiard Promotion hoặc là tại cái YouTube này các bạn bấm vào phần sự kiện phát trực tiếp hoặc các bạn lên fanpage trên Facebook Việt Nam Billiard Promotion để xem tất cả các trận đấu. Trong đó thì có lưu giữ cả những video liên quan đến những trận đấu trước đó. Các bạn có thể lên đó và xem giúp mình với. Vâng, như vậy là điều 3 và lỗ góc bên tay trái gần màn ảnh của chúng ta.
Vâng, cú này khả năng là anh Nam vẫn có thể kéo qua mặt 4 và ăn 4 vào lỗ góc gần màn ảnh được. Vâng, một va chạm cực kỳ đáng yêu. Nào, má như thế nào đây? Không, thật ra con này nếu má quá thẳng thì vẫn có thể trô con cái về được. Một cú trô thoát tay chẳng hạn, hoặc là một cú trô vừa phải thôi đủ để chém cái má ngửa con bị số 5 vào lỗ góc cùng đó luôn. Như nào vẫn cũng là hay ở trong cái tình huống này. Tôi nghĩ sẽ một chấm run out cho Phạm Phương Nam. Vâng, vậy một cú trô hết ngọn, một cú trô với lực lớn. Nói thực sự là ngày hôm nay anh em có quá nhiều bia để xem. Một ngày hội bia. Má mép thế nào đây? Vâng, hơi xa con bi số 6, tôi đánh giá là hơi xa. Nào hãy cùng xem cú trô của Phạm Phương Nam. Tai nạn ngay lập tức. Với phong cách của Phạm Phương Nam tôi không nghĩ là con bi số 7 này sẽ cân đâu. Tôi nghĩ xem một cú chạy đánh hai băng cái ra sau đầu con bi số 9. Được rồi. Con này có lẽ chấm cho anh Nam 8 điểm thôi, khi mà con bi chủ nó không dính sát vào con bi số 9. Vâng, trượt mất rồi. Lỗi một. Một tình huống A băng phải nói là đầy tham vọng đấy từ anh Dũng. Vâng, quá cẩn thận. Đấy mới là những gì chúng ta muốn được thấy. Ba không rồi. Không biết là hai tay cơ này có định nghỉ giải lao trong ít phút không? Bình luận viên thì cũng mong là có những cái giờ nghỉ giữa giờ cho dây thanh quản nó còn kịp liền lại. Đây mới chỉ là lượt thi đấu thứ tư thôi các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng ta có tổng cộng 8 lượt thi đấu cơ. Bao gồm 7 lượt thi đấu của round 1 và
và một lượt thi đấu của round thứ hai. Vâng, vẫn tiếp tục là ăn được con bi số 1. Vâng, cú phá của Phạm Phương Nam đang phải nói thực sự là đáng sợ đấy các bạn ạ. Thực sự là đáng sợ. Ngày hôm nay ở trận thi đấu trong loạt đầu tiên có cú phá của Dương Quốc Hoàng. Cũng rất khủng. Vâng, cú này thì phải cân rồi. Con bi số 2 này cân, tôi cảm nhận là đường tự nhiên hoàn toàn có thể ra được con bi số 3. Tôi nghĩ là Phạm Phương Nam sẽ cân. Ôi, trượt mất rồi. Hơi chán. Và như vậy có lẽ là anh Dũng Con vẫn có thể nhìn ra đường lỗ giữa. Ồ, không được rồi. Vâng, nếu như mà hai không còn đường, khả năng cao là sẽ ăn một cú đạn vào đầu. Một cú đạn là sau đầu 6. Vâng, con này cảm giác má tự nhiên cũng không ra được con bi số 3 nữa. Chạy thôi. À, như vậy là Phạm Phương Nam vẫn muốn ăn con bi số 2 này và chém 3 với một góc khá khó. Vâng, tình huống này có lẽ là khá khó rồi đây, khá khoai. Để xem nào, các bạn thử nghĩ cùng tôi cái đường cho anh Phạm Phương Nam một cái. Nếu là anh Tuấn Con ở tình huống này thì sẽ là một đường múa các bạn ạ. Một cú nhổng chuôi gậy lên và cái bay qua cái đầu con bi số 8 và dừng đứng ở cái vị trí đẹp cho con bi số 4. Nhưng mà đấy chỉ là bia TikTok thôi. Một con bi số 4 đường xa. Ôi, trượt ngay các bạn ạ. Vâng, nhưng mà Phạm Phương Nam quá khó chịu. Anh em nào cầm cái khiên vào cho anh Lương Chí Dũng với. Liên tiếp là những đường đạn vào anh ý. Sòn thật. Bắn cẩn thận ra đạn, đánh trượt ra đạn. Vâng, không biết là phải khiên loại gì thì mới đỡ được những cái đường đạn này đây. Anh Lương Chí Dũng có khiên. Các bạn ơi, quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Vâng. Như một
Như một vị cao nhân đã từng nói rồi các bạn ạ. Sau bát cơm. Ôi rồi cái gì đây? Một cú bắn với vẻ nói thực sự là hơi 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 thiếu trách nhiệm. Một cú bắn phải nói thực sự là hơi thiếu trách nhiệm với từ Phạm Vương Đàm. Chưa hiểu là anh định làm gì trong tình huống vừa rồi nữa. Chưa hiểu lắm, tôi nghĩ rằng anh Phạm Vương Đàm hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong tình huống vừa rồi. Vâng, xin cảm ơn khán giả Chapman Karen với sự ủng hộ dành cho ekip của chúng tôi. Vâng, một con bi số 8 nữa thôi. Có thể anh ấy sẽ đánh vâng, con này thì chắc có lẽ sẽ là ăn 9 vào lỗ giữa thôi. Con bi số 9 nằm giữa bàn thì việc điều ra lỗ giữa là rất ok. Vâng, và 1-3. Vâng, đã ra dấu nghỉ giữa giờ đến từ anh Lưu Trí Dũng. Trên màn ảnh của các bạn đang là tỷ số trực tiếp của những trận đấu đang diễn ra. Nguyễn Phúc Long đang dẫn 4-0 trước Nguyễn Anh Tuấn. Đỗ Thế Kiên đang dẫn 3-2 trước Đặng Thành Kiên. Đỗ Hoàng Quân đang bị dẫn 2-3 bởi Dương Quốc Hoàng. Và trận đấu trên màn ảnh của các bạn đang diễn ra đó là Lương Trí Dũng đang bị dẫn 1-3 bởi Phạm Phương Nam. Ở giải đấu này thì các bạn có thể đến đây theo dõi trực tiếp thông qua hai cách. Một là các bạn chơi mini game ở trên fanpage. Và cách thứ hai đó là các bạn tham gia... À, các bạn đến đây theo dạng khách mời. Và chỉ có hai cách đó mà thôi.
Tỷ số đang là 1-3 nghiêng về Phạm Phương Nam và đây là rack thi đấu thứ 5. Chúng ta đến với cú pha bi của Lương Chí Dũng. Vâng. Bi cái lắc hai mông lỗ giữa. Và bi hai này thực ra là vẫn có thể ăn được. Tôi nghĩ là chơi đi. Hoặc nếu mà để chắc chắn thì thủ con bi số 2 đằng sau con bi số 7. À, thủ con bi chủ đằng sau con bi số 7. Vâng, như vậy là anh chơi nhưng mà không có được. Nhưng mà rất may mắn. Chúng tôi hiện tại có phát trên cả YouTube Việt Nam Bilab Promotion nữa. Thì các bạn có thể qua đó để theo dõi những trận đấu còn lại. Rồi, tình huống này thì anh Phạm Phương Nam vẫn có thể A2 bằng được. Ui, đỏ gì mà đỏ thế? Trời ơi. Con bi số 2 này thì phải chém rồi. Với đẳng cấp chuyên nghiệp. Thì con này phải chém. Rồi, nhưng mà có lẽ là Phạm Phương Nam vẫn đang tính cái đường là sàng C như thế nào. Sàng C như thế nào để ra ba đường riêng. Còn có lẽ là anh ấy sẽ cũng không muốn lắm cái đường mà sàng C ra ba ghép với 9. Như vậy là đã chọn được cái đường rồi. Vâng, tốt rồi, lấy được con bi chủ tách cái thành bằng kia ra. Tạo mới góc lệch nhất định cho con bi số 6. Cú này mà muốn thì có thể kéo về ăn 7 cùng lỗ cũng được đấy. Vâng, vậy một cú đẩy cú lê các bạn ạ. Vâng, cảm nhận là cái cầu tay khuyên của Phạm Phương Nam này phải nói là cực kỳ chắc chắn. Cơ thủ Phạm Phương Nam hình như là không chơi được găng tay hở ngón thì phải, nên là hình như anh đã khâu lại cái ngón giữa của mình. Thông thường thì cái găng tao om này nó thường hở ba ngón. Bốn một, một tình huống ăn rùa được con bi số 5. Mà sau đó là một tình huống chém bi số 2 suýt trượt. Đây, chúng ta cùng nhau xem lại. Vâng, quá đỏ.
không biết là có cơ hội cho anh Lương Chí Dũng hay nữa hay là không đây. Có lẽ chỉ phụ thuộc vào cái việc mà Nam Phạm phá trượt hoặc là đánh sẩy thôi. Ôi mà ông Nam Phạm cứ phá thế này thì không ổn cho Lương Chí Dũng rồi. Một cú phá rất tốt. Nhìn được đường có bi số 2. Để xem vị trí bi số 3 có nhạy cảm không. Ồ, vị trí nhạy cảm rồi. Nếu mà Phạm Phương Nam muốn ăn con bi số 3 này, tôi cảm nhận rất dễ là tai nạn. Hay là anh ý sẽ đánh bi số 2 này ra và gỡ luôn con bi số 3 ở kia nhỉ? Không biết là có tai nạn nào không nữa. Ăn được con bi số 3 này xong thì khả năng là bi cái va mom và điều bi số 4. Không phải nghĩ. Nào hãy cùng xem cái tình huống ăn con bi số 3 ở cái vị trí nó phải nói thực sự là cực kỳ nhạy cảm. Vâng, như vậy là cái mom nó hơi khó bảo. Vâng, nhưng mà con này vẫn có thể chơi được. Vâng, đã hô thêm giờ, chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất rõ cái khẩu hình miệng của Phạm Phương Nam. Giải đấu có tính thời gian cho nên là không thể nào có chuyện mà cơ thủ ì ra bàn để suy nghĩ được tất cả mọi thứ. Mỗi một ván đấu thì có một lượt thêm giờ thôi. Và không thành công rồi. Con bi này anh Dũng có thể ăn được. Được tự nhiên vẫn ra được con bi số 5. Quan trọng nhất là anh Dũng đánh chính xác con bi này thôi. Chứ còn được tự nhiên tôi cảm thấy là bi cái tự chạy ra rồi. Ui, cái gì đây? Ok. Thoát tim. Ồ, lực không hay lắm các bạn ạ. Tình huống này có lẽ là chấp nhận ăn 7 lỗ góc xa thôi. 7 cũng không sát băng. Thế cho nên là về lý thuyết thì vẫn có thể ăn được. Ba con bi để nuôi thêm một chút hy vọng. Ui. Anh Lương Chí Dũng anh vừa vào mỏng quá ở con bi số 7. Anh ấy bị điều con bi số 5 ra con bi số 6 má nó không thuận thôi. Và có lẽ là đền tội ở cái ván thi đấu thứ 6 hay rồi. Vâng, không đẹp lắm nhưng mà vẫn cứ là ổn.
5-1. Nếu mà Phạm Phương Nam giành chiến thắng với tỷ số 6-1 thì sẽ là một cái hệ số cực tốt cho anh trên bảng xếp hạng. Đúng rồi, cái gậy này trô cảm giác nó khá khó. Thật ra là một phần do tay nữa. Ngày hôm nay trước khi mà diễn ra cái lượt trận thi đấu thứ ba thì Lương Chí Dũng có ra đánh một vài đường với cái cây cơ này của mình. Anh trô về khá khó. Nhưng mà sau đó anh Đặng Thành Kiên vào trô thì nó vẫn như như bình thường. Thì tôi nghĩ vấn đề là có lẽ là do tay thôi. Rồi, Phạm Phương Nam phá thế này thì cơ hội nào đây? Cơ hội nào cho anh Chí Dũng? Giải đấu này không xem, không phát, không bán vé các bạn ạ. Các bạn chỉ có thể qua đây và xem trực tiếp thông qua hai dạng. Một là các bạn chơi mini game trên fanpage. Và cách thứ hai đấy là các bạn đến đây với dạng khách mời. Vâng, tình huống này là một tình huống tôi đánh giá khá khó chịu. Một tình huống điều thoát tay 3 đến 4 băng hay chăng? Bởi vì cái đường mà ép ra thì khả năng cao bị vướng con bì số 7. À, cú này vẫn có thể rút về được hay sao ấy. Một cú thấp đầu gậy. Và kéo một băng thẳng về luôn. Khó chịu, thực sự là cái má này nó rất là khó chịu. Nếu mà bây giờ bỏ con B7 ra thì là hết bàn ngay. Vâng, như vậy là đã chuyển sang thấp đầu gậy. Bắt buộc phải rút về thế này thôi. Ôi, bị cái, tôi cảm nhận là chết rồi. Vâng, như vậy là không chết cái nhưng mà phải nhảy. Cảm nhận là vẫn còn cơ hội cho anh Dũng các bạn ạ. Vâng, tình huống này mà anh ấy nhảy ăn thì B5 đi đâu đây? Vâng, như vậy là B số 5 ngay tại cửa lỗ giữa. Ừ, khách mời là do bạn, do chủ quán người ta mời các bạn ạ. Những người thân thích. Vân vân. Vâng, cứ điều những cái má này tôi thấy là khá ổn đây. Chỉ đơn giản là tinh chỉnh cái đầu gậy một chút và lực một chút thôi.
Ồ, như vậy Dũng đánh một băng con bi đó. Vẫn ok. Đây rồi, cơ hội để anh Lương Chí Dũng rút ngắn tỷ số đây rồi. Đánh ăn thôi là ra 8 luôn. Và tất nhiên rồi, con 9 nó là ở cửa lỗ. Chính xác rồi, một bạn khán giả gửi đến thông tin cũng rất là chính xác. Đó là Nguyễn Phúc Long đã chiến thắng Nguyễn Anh Tuấn với tỷ số 6-4. Các bạn mà quan tâm đến tay cờ Đặng Thành Kiên thì các bạn có thể vào YouTube để xem nhé các bạn nhé, hoặc là các bạn vào cái link ở trong một cái bài viết trên Facebook của chúng tôi thì ở trên đó có cập nhật đầy đủ tất cả mọi trận đấu, kết quả trực tiếp luôn, hay là những trận đấu đã diễn ra cũng như là bảng xếp hạng chi tiết, ai thắng bao nhiêu, được bao nhiêu điểm và hệ số của các tay cờ nữa, thì nhờ các bạn lên đó và xem giúp tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này rồi. Vâng, chắc chắn là một hình bi không đẹp rồi. Con này phải chạy thôi. Một cú chạy hơi bình thường các bạn ạ. Con này thì tôi nghĩ là Phạm Phương Nam có thể cầm nối ra và chạy cho bi số 2 ra bên băng dài bên tay phải. Không biết là Phạm Phương Nam có với tới con bi này không. Ồ, nếu mà còn đường chạm vào mặt con bi 2 thì đây là một cái cú chạy đạn chưa thực sự là hay. Ôi, một cú chạy đạn. Vâng, có thể bình luận là tệ được không? Vâng, anh Dũng cũng đang tỏ ra thất vọng với cái đường chạy đạn vừa rồi của mình. Vâng, cú đánh phải nói là chính xác đến 98%. Thiếu 2%, thiếu 2 điểm nữa bởi vì con bi số 2 hơi lắc lỗ rồi mới đi vào.
Bình số 2 đấy khó mà. Việc mà anh ý cần thêm thời gian nói chuyện bình thường. Mấy con bi đấy thì filler hay là ai thì thôi, thì cũng có lẽ cũng sẽ gọi thêm giờ. Một con bi khó. Anh ấy thực hiện cũng rất là tốt. Rất đáng khen. Vâng, tôi cảm nhận là má rất là đẹp rồi. Nếu mà thẳng tắp con bi số 5 thì có thể trô về lấy má trong một chút con bi số 6 để sau đó có một cú đánh 3 băng ra được con bi số 7 nó thuận mắt. Ồ, nhưng mà má này thì để xem nào, để xem anh ý làm cái gì. Có phải là một cú nhấn vừa lực hay không? Nhấn vừa lực thì hơi lo con bi số 8 các bạn ạ. Vâng, với má này thì trô trực tiếp về mà thôi. Ngon lắm rồi. Sợ nhất là đánh trượt. Tình huống này sợ nhất là đánh trượt hoặc là kéo về và cái chết vào lỗ góc. Phía bên tay phải xa màn ảnh của các bạn. Vâng, con này chắc là cao chuôi gậy lên rồi kéo con cái lại thôi. Chính xác rồi ạ, một bạn khán giả nhận định cũng rất hay đấy ạ. Anh Dũng cũng có chia sẻ là anh ấy đang sửa lại cái bộ của anh ấy. Người đã từng vào tứ kết thế giới vẫn có thể sẵn sàng sửa những cái gì mà mình cảm thấy không đúng. Đấy là lý do vì sao mà các bạn thấy anh Dũng bây giờ anh ý đang cứ mỗi lần vào bộ là anh lại phải nhìn lại cái tay cầm gậy của anh ý. Hai con bi để Phạm Phương Nam kết thúc trận đấu này. Xong rồi. Ok. 6-2 cho Phạm Phương Nam. Xin chúc mừng anh. Đây mới là lượt trận thi đấu thứ tư của vòng thi đấu thứ nhất thôi. Chúng ta còn những 3 trận đấu nữa cơ. Rất mong các bạn chú ý và theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn vào khoảng 15 phút nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.